Mùa mưa là thời điểm các loài thú rừng quý hiếm thường xuất hiện. Do vậy, tại nhiều khu rừng ở nước ta, kẻ xấu đang lén lút vào rừng săn bắt thú, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo tồn động vật hoang dã. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đấu Trường Tài Năng. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Star Media thực hiện, được phát sóng mỗi thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 và được phát sóng lại trên kênh YouTube Star Network. Kính thưa quý vị, chương trình Đấu Trường Tài Năng của chúng tôi luôn luôn xuất hiện hai người bạn đồng hành, đó là đội trưởng Hoàng Phi và đội trưởng Yến Nhi. Xin mời họ. Thật ra tập này cũng tính là tập cuối rồi đó mà anh vẫn chưa đàng hoàng được. Anh mà đàng hoàng người ta mời người khác. Mục tiêu anh tới đây là để quấy rối cái đội tí hon đó, để cho các bạn có động lực mà vượt lên. Chứ anh đâu có muốn thắng chi. Không, thật ra là anh nói vậy thôi chứ nhưng mà anh không che giấu được. Chính là anh diễn giỏi mà anh được. Thật ra thời gian qua khán giả cũng rất là quan tâm và theo dõi chương trình. Một lần nữa là Quốc Khánh xin đại diện Hoàng Phi và Yến Nhi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình một thời gian qua và để lại rất là nhiều bình luận. Tôi cũng khen Hoàng Phi nè, khen Hoàng Phi chơi rất là lầy lội, rất là duyên dáng, khen ý là trong cái sự lầy lội mình có sự duyên dáng, khán giả rất là thích. Là khen, là khen. Và khen Yến Nhi rất là dễ thương, rất là ngoan ngoãn, rất là giỏi nữa. Khen MC Quốc Khánh duyên dáng quá trời. Hả? sao tự nhiên cái mùi người ta xong thì nâng mình lên vậy trời? Ủa, nó nâng hết mọi người mà. Không, nhưng mà thật ra cái đội hình chúng ta không thể nào cứu ai. Ừ, đúng vậy. Chúng ta hỗ trợ cho nhau, rồi hỗ rất nhiều. Nói chung là mình bạn thiếu cái gì thì mình bù cái đó vô. Mới là một ekip được. Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là hay. Chủ đề bảo vệ rừng. Yes. Một chủ đề hay như vậy thì thiết nghĩ phải xuất hiện đồng đội của chúng ta là những người phải nói là hả đàng hoàng. Đàng hoàng. Lịch sự. Chết rồi. Hạnh kiểm tốt. Hả? Đúng không? Chết rồi. Cái đó tôi chưa kiểm tra, tôi chỉ mời người chơi thôi, tôi chưa kiểm tra mấy cái đó luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là ổn. Thôi bây giờ mời ra đi đi, mình hạ hội xuân giải. Ok. Con muốn mời đội tí hon nghe trước không? Dạ được ạ. À chú rất háo hức. Mời con. Xin mời hai bạn của đội tí hon. Cũ mà còn nỗi đau cũ nữa chứ. Trời ơi, rồi còn thêm chú em này nữa, nhìn ngầu dữ vậy trời. Vâng, xin mời hai thành viên của đội Khổng Lồ. Ôi trời, dễ sợ gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Chú có nổi là mắt kì kì lên nè. Trời ơi. Ổn không ạ, ổn không ạ? Các bạn nhìn đi. Ủa? Ủa? Còn nữa hả? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ê, đeo bao tay nữa kìa. Trời ơi. Như là mình đeo ngược đúng không? Hả? Mình đeo ngược đúng không? Không sao, em làm hồ thì em xách cỡ nào nó không dính tay là được. Ủa là sao? Hả? Là hồ nước trong rừng cây á. Nó mới phù hợp với chủ đề. Nói chung là tới đấu trường tài năng mà mình không có tài năng gì thì nó cũng kỳ đó. Đừng nói vậy. Tôi ở đây mười mấy số và không hề có tài năng nào nhất định hết. Không có gì kỳ hết. Cái động lực nào mà chương trình giữ anh tới giờ? Tôi thua nhưng mà lạc quan và tích cực. Cho nên mọi người giữ tôi. Không anh, lạc quan cũng là một dạng tài năng anh à. Chắc mà biết tài năng thật sự của mình đó. Không có, nhưng mà đội em á là ngoài tài năng hồi giờ rồi là thể hiện cái gọi là cái cơ bắp, cái sự lực điền của hai anh em ra. Thì cơ bắp đó thì nãy giờ hít đất này nọ đó. Cái té mà không đau là cũng là một dạng tài năng đó. Mới ra là đánh cầu lông là thể hiện cái sự nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn. Đó, hít đất là thể hiện cái sự khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Đó. Và làm tất cả mọi thứ đó còn thể hiện cái độ dày ở da mặt nữa. Đó là sao? Độ dày ở kinh nghiệm, độ dày ở kinh nghiệm. Bề dày kinh nghiệm. Bề dày kinh nghiệm. Xin lỗi, chị lấy lại sự nghiệm cho mình. Xin lỗi. Bước lên đây đúng không? Dạ. Vâng. Nhìn ở đâu Khánh? Nhìn lên bóng dạ. Đèn trên góc. Rồi. Chị ơi, Lê, tài năng chứ không phải thiểu năng. Đừng có gì mà hỏi hết á. Cái tên là Lê Trang, quê em ở Bến Tre. Dạ hết à. Wow. Một sự lo lắng tràn đầy ngập trong lòng anh Hoàng Phi. Danh dự của cả đội chúng ta đang nằm trên đôi tay và đôi vai của Khánh. Anh đi đâu? Của Phát.
Khánh. Không sao, lộn, sao. Lộn. Thường thì người ta hay bị rung trước những tài năng lớn đó. Cố lên phép, cố lên phép. Vậy? Không sao, em sợ ra không vui em té lấy tiếng cười trước đã. Trời ơi. Kính chào quý vị khán giả, mình là Võ Tấn Phát, mình là một diễn viên. Em ơi, diễn viên gì em nói đi hãy cười. Là diễn xong người ta cười đó chị. Diễn viên hài, dạ. Đâu cũng thấy tự cười đâu luôn á. Không, mình thấy vui mà. Đúng rồi, wow. Không được dung chí. Mình tranh thủ thể hiện tài năng đi. Như mấy bé mà thể hiện tài năng là mình cất vô tủ luôn á. Vậy thì em cho chị em nói lên nhạc đi, chị hát luôn nè. Ok, sau đây là một ca khúc lãng mạn trữ tình của diễn viên Lê Trang. Xin được phép bắt đầu. Vâng, sau đây mời quý vị lắng nghe khúc được mang tên Chờ Trong Ai. Chờ Trong Ai, ai? Chờ Trong Để Ai Bé Bằng Ngôi Sao. À, Chờ Trong Ai. Bé Quỳ Bến Tre. Né, né ra, né ra cho cô. Chờ Trong Ai cho đêm nay sáng trăng. Nhạc kinh, mình thấy là được không? Đường dài con đi, nói liền không quên. Ăn mà không chê, anh về bên em. Mình bên nhau, đến chân trời bao la. Trên làng quê ta, ở trong lòng mình quan ca. Bình minh lên, bên trong bến sông. Hey, quang quang bắt nhạc đi ạ. Hồng Phi. Anh ơi. Ủa, sao đợi đây thể hiện tài năng mà anh làm vậy? Em không bị nhục chí á. Em hát đẳng cấp tới mức tụi anh liệm đi trong lòng. Nó ngọt, cái giọng ngọt liệm tới lúc tụi anh mà không thể nào đứng được, nó phải liệm đi trong lòng luôn. Hồi nãy chị Trang là đáng lẽ là chỉ lên cái nốt cao hơn á, mà cái khúc chị chạy chỉ mệt chỉ bị hụt hơi. Cái khúc chạy người ta ca, người ta đứng yên đi, người ta mới chỉ hụt hơi. Không, học hiếm thấy ca sĩ nào mình vừa hát mà vừa nuốt nước bọt. Trời Trang lên. Tôi nghĩ là sẽ có một trận đấu cực kỳ hoành tráng. Nào, bên đây đã sợ hãi với tài năng của chúng tôi chưa? Chưa. Rồi con trai ra giới thiệu tên tuổi nhà cửa đâu nè. Lên. Ngầu quá, ngầu lên quá. Cao quá rồi. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Bùi Nguyễn Gia Bảo. Nghệ danh của con là Mối Dubai. Wow. Năm nay con 8 tuổi, học lớp 3. Tài năng của con là hát rap, hát tiếng Trung, đi catwalk, nhảy hip hop. Wow. Hello. Yeah. Hello. MC Muối, In The House. Trời ơi. Trời ơi. Super trời. Idol Kid. Trời wow. Wow. Con là Muối, học lớp 3 năm nay 7 tuổi. Cũng ai đói, thích múa ca vui tươi chạy chơi. Hey, hey, hey. Nhà nuôi kéo, nên rằng con nơi to vậy thôi. Hey, hey. Ba mẹ nói vậy mới dễ thương nên con không thích gầy còi. Hey. Ông bà nói béo khỏe bé đẹp từng tạc phụ khẩu mới sang. Học phải giỏi không được nói dối nghe lời cô thầy mới ngoan. Chơi với bạn phải luôn hà nhã không được đổ dỡn của giới hạn. Nên mình chọn cho con về nhà mới yêu mọi người có hai bên. Mà một tí mà dễ thương béo khỏe béo đẹp. Mà một tí mà dễ thương béo khỏe béo đẹp. Mà một tí mà dễ thương béo khỏe béo đẹp. Mà một tí mà dễ thương béo khỏe béo đẹp. Béo đẹp và con mập thì không có sao. Hả? Sao em nghe cái câu đó? Con mập thì có sao đâu. Con mập thì có sao đâu. Hay vậy trời. Trong thời gian em của tôi đứng thở thì bên đồng đội tí hon này nè, con gái đừng che giấu nữa. Hãy tự giới thiệu về mình và cho mọi người thấy tài năng của mình đi đâu. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Ngọc Linh Đen. Con tạo cho chú một bài nhảy được không? Được.
Trang làm cái động tác này đi. Thôi thôi, sợ 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 sợ. Trời ơi trời. Trang 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 sợ 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 sợ. Tại em cản nha. Em cản chứ không kịp á. Các bạn đã sẵn sàng bước vào vòng thử thách đầu tiên của đấu trường tài năng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng vậy thì đi thế nào? Ôi, go. Để cân cứ mọi người. Rồi cân cứ. Cân cứ. Chị nghe nói là em có thi Olympic đúng không? Em có. Wow. Thế thông minh vậy. Thế em nghĩ trò chơi đầu tiên là trò chơi gì? Em nghĩ sẽ là đoán xem mấy cái giống kiểu mà quốc gia ấy. Chị thấy là phần đầu tiên là phần trí tuệ đúng không? Trí tuệ. Nãy giờ mình đã coi tài năng của bé rồi. Thật ra cái tài năng nó chưa gọi là gì đâu. Cái phần quan trọng nhất á, là các bé chơi rất nhiệt huyết. Và đó là lý do khiến cho người lớn luôn luôn thua, thua liên tục. Dạ thầy. What? Đồ đệ ghi nhớ. Ủa trời trời tới vậy. Bởi vậy Phi cần cái người nào mà ra thi đầu tiên á cần phải thực sự quyết tâm để mang về lợi thế. Và bây giờ là phần gợi ý đầu tiên của vòng thử thách số 1. Xin mời. Đỏ Việt Nam. Sách đỏ Việt Nam. Ở đây hai thông tin của thực vật là nói về thực vật. Không, sách đỏ. Sách đỏ. Sách đỏ, chị mặc đồ đỏ chị thi đi. Chứ mặc đồ gì vậy? Nói gì vậy? Chị Khánh ơi, chủ đề là bảo vệ rừng. Nhưng mà sách đỏ Việt Nam thì Khánh nghĩ là chắc có lẽ nó sẽ liên quan tới những loại động thực vật quý hiếm và đang trên đà bị tuyệt chủng. Đối với Khánh là một vòng thi rất khó. Cho nên các bạn hãy hết sức tập trung đưa ra một người đồng đội mà các bạn tin tưởng nhất để thi đấu vòng đầu tiên nha. Chủ đề của mình là rừng nha. Mà chị nghĩ là có thể đoán các loại cây không? Đoán tên các loại cây, các rừng nè. Có rừng nhiệt đới hay rừng gì đó. Thì theo em nghĩ là nếu như mà nói mình nếu mà là kiến thức đi thì giống như là nói về những cái mà sắc đỏ là mấy cái mà quý hiếm á, bị tuyệt chủng á. Có thể là liệt kê hoặc là đưa ra một số loài động thực vật gì đó. Rồi chúng ta sẽ phải chọn xem động vật nào, thực vật nào nằm ở sách đỏ. Ví dụ vậy. Chết rồi. Tại vì như vậy thì các em mới có thể tham gia chung với mình được. Khó nha. Ở đây là chị Trang nãy giờ chị rất là uyên bác. Chị rất là thông hiểu về cái sách đỏ. Không biết nha, chị không biết gì luôn á. Em nghĩ là mình nên xác động cho chị đi thi. Ủa sao? Không, tôi nghĩ là vòng này tôi nghĩ là Phát sẽ là người ra thi. Thôi. Phát. Thôi. Phát có để ý cái ánh mắt sợ hãi của các em khi nhìn Phát không? Đúng. Đủ em biết bên kia ai sẽ ra. Em nghĩ là chú Phát. Chị cũng nghĩ là chú Phát sẽ ra. Đó, chị cũng thấy biết là nhiều về rừng với cả Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Ai muốn tham gia trận này? Em hả? Thắng nha. Ok. Bye bye. Bye. Ra đi luôn Phát, chạy ra đi. Ba má ơi, con sẽ làm rạng rỡ ba má. Ha, sách đỏ ơi, ta tới đây. Trời, nói câu đó mà ra thua mấy đứa nhỏ quê lắm á nha. Rạng rỡ thiệt không? Lò quá. Hơi lò. Và bây giờ là những thành viên đại diện đến từ hai đội để thử thách vòng đấu đầu tiên. Xin mời. Chào bạn. Bắt tay vô luôn. Lần đầu tiên thấy một người đàn ông vạm vỡ tập gym, có râu, lại hết mình khi mà đấu với một đứa nhỏ như vậy. Bản lĩnh lắm anh à. Thôi thì cũng ít ai làm được điều đó. Để bảo vệ rừng rừng và thú rừng đúng nghĩa, chúng ta phải hiểu về nó và biết rõ tầm quan trọng của những loài quý hiếm cần được bảo tồn ở mức độ cao. Nhiệm vụ của trạm đầu tiên chính là nắm bắt kiến thức và dùng suy luận của mình để sắp xếp chuỗi thức ăn thật nhanh và chính xác trước khi một mắt xích bị đứt gãy, gây ảnh hưởng đến toàn bộ sinh vật trong khu rừng. Các bạn hãy nhìn bên phải và bên trái các bạn. Đây là bảng chuỗi tuần hoàn đồ ăn. Đây là bảng chuỗi tuần hoàn đồ ăn. Đây là bảng chuỗi tuần hoàn đồ ăn. Tuần hoàn thức ăn. Không, tôi thích cái từ trước hơn. Cái gì bảng chuỗi tuần hoàn đồ ăn của bạn. Ôi, nghe nó gần gũi, nó gần gũi. Là con này ăn con này á hả? Đúng rồi. Hôm bữa học khoa học tự nhiên em mới học xong cái bảng này luôn nè. Tại sao mà con đại bàng ở đây, con rắn ở đây lại có mũi tên vậy, con hiểu không? Tức là con rắn này là thức ăn cho con đại bàng. Con nào là cái mỏ của con kia? Và con chim nhỏ này là thức ăn của con rắn to. Con ếch này cũng là thức ăn của rắn to. Và con ếch này cũng là thức ăn của con cú, hiểu không? Trời ơi, cái này ghi nhớ đó. Sao đúng không ta? Cái đai gì kìa? Xong rồi mình sẽ sắp xếp lại từ đầu. Bây giờ chúng ta không còn thấy bản tuần hoàn đó nữa. Ủa là sao cho coi đã rồi? À,
thua, có nhiều thua. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Sắp xếp. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đưa cho các bạn một bảng tuần hoàn trống. Các bạn có nhiệm vụ phải sắp xếp những chuỗi thức ăn thật là chính xác. Nhưng mới nhìn có vài giây thì làm sao mà nhớ được, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Các bạn mỗi lần muốn xem thêm cái bảng tuần hoàn đó, bắt buộc phải trả lời đúng những câu hỏi của chúng tôi. Đã. Một câu trả lời đúng, các bạn sẽ được phép chạy lên nhìn 3 giây xong chạy về. Wow. À, hiểu chưa? Nhưng mà rất khó. Đúng, rất khó, những điều khó thường tuyệt vời. Mà mấy bé học ghê hơn mình hồi xưa. Bây giờ mình không nhớ đâu. Là một chủ đề liên quan tới động vật. Dạ. Cho nên mình phải vật cho bất động thì mình được trả lời, đúng không ạ? Ý của chúng tôi là các bạn muốn trả lời câu hỏi, các bạn phải đẻ trứng. Đẻ trứng. Hiểu không ạ? Đẻ trứng là sao ạ? Là sao vậy? Đẻ trứng là sao ạ? Là làm sao lưng các bạn đang có một hộp trứng, ta phải làm như thế nào đó, nghe xong câu hỏi và lắc. Các bạn không được nhảy nha. Ai nhảy sẽ mất lượt liền. Hãy lắc, lắc cho nó rớt hả? Trứng. Trứng ai rớt đầu tiên thì nó sẽ giành quyền trả lời. Dạ. À, lắc xong chưa? Sợ rồi ạ. Khó mệt lắm á. Let's go. Câu hỏi đầu tiên như sau: vườn quốc gia nào có diện tích lớn nhất Việt Nam? A. Phong Nha Kẻ Bàng. B. Cúc Phương. C. Cát Tiên. Hết. Rèn. Rồi, mời con, mời con, mời con, mời con. Rảnh quá đứng nhấn chuông. Dạ, bên chuông chủ là A. Mấy người quốc gia nào không? A. Cúc Phương. Cúc Phương. Phong Nha Kẻ Bàng hả con? Dạ vâng ạ. Sai rồi đó con, chứ nhớ không phải đâu. Và đáp án A. Và đáp án chính xác. Yeah. Sao nhấn chuông như vậy, ai mượn vậy? Tự nhiên tại vì quen tay. Con được chạy lên trên đó trong vòng 3 giây để quan sát. À, 3, 2, 1, lên. 1, 2, 3, về. Tiếp tục câu hỏi số 2: vườn quốc gia đầu tiên được thành lập ở Việt Nam là vườn quốc gia nào? Hết. Xong. Mời con. Trời ơi, nhanh chứ. Dạ, đáp án của con là vườn Cúc Phương ạ. Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập vào năm 1966 là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Giỏi vậy. Con ơi, nhà con ở trong vườn quốc gia sao mà cái nào con không biết vậy? Hải hùng chưa? Em không biết. À, chị không biết luôn. Sao con lại biết hay quá vậy hả? Thôi bé nó giỏi mà đừng hỏi nữa. Chú cho con 3 giây. Chạy thật là nhanh lên đó là chạy về nghe chưa. Chạy. 1, 2, 3. Chạy về. Chạy về, chạy về, chạy về đây. Hai câu rồi đó. Cứ bình tĩnh. Cười chứ áp lực lắm nè. Bốn chân như bốn cột nhà, hai tay ve vẫy hai ngà trắng phâu, vòi dài bắt vẽ trên đầu, trong rừng thích sống với nhau từng đàn là con gì? Con lắc kìa, không mấy kia lắc rồi kìa. Rồi rồi, ta rồi, ta rồi, ta rồi. Là người rớt trứng trước. Cuối cùng tôi cũng được rụng trứng. Ủa gì vậy? Chưa trả lời mà. Chưa trả lời. Chưa trả lời. Tại mình linh linh mình trả lời đúng á. Con voi. Con voi. Con voi là đáp án chính xác, mời phát. 1, 2, 3, yeah. Lời 6 giây. Câu tiếp theo. Sao em lo lắng mà chạy lên chứ không biết là động trong đầu gì không? Lo nhớ nghĩa là quên hết được. Tê giác đẻ trứng hay đẻ con? Hết. Đẻ con. Con, đẻ con. Con. Phát. Bị tuột tay rồi. Trứng hay con? Con. Chính xác. 1, 2, 3. Rồi. Còn 3 câu nữa. Bây giờ bảo sở thu rồi. Loại động vật này chủ yếu ăn tre, có kích thước lớn hơn mèo một chút, có khả năng gấu trúc ngụy trang tuyệt vời để chống lại kẻ săn mồi. Cố lên nào ơi. Gấu mèo. B. Gấu trúc đỏ. C. Sóc chuột. Xin mời. Mời con, đỏ mời là con. Gì? Cái đưa chủ là B, gấu trúc đỏ ạ. Gấu trúc đỏ là đáp án chính xác. Yeah. Mời con lên 3 giây. Hay vậy. 1, 2, 3. Chạy về. Tự đếm luôn. Câu số 8. Loài chim có khả năng bay ngược là chim nào dưới đây? A. Chim én. B. Chim ruồi. C. Chim hải đầu. Hết. Mời phát. Bay lượn hả? Chim én. Chim én. Chim én là đáp án sai, con muốn chơi mà. Dạ có ạ. Đáp án gì? Dạ đáp án của con là B. Chim ruồi. Chim ruồi đúng không?
Mời con lên coi 3 giây. Con chim đùi là con chim gì vậy? Chị nhớ chứ, mấy cánh đập liên tục á. Nhớ chưa, nhớ chưa? Ê! Trời ơi, không sao con trai. Sao la được phát hiện đầu tiên tại Việt Nam vào năm nào? Sao A 1995. Khó nha, con này khó nè. 1992. C 1996. Sao la. Mời phát. Sao la thì thuộc là người ta thường là ai thuộc mệnh cung sao la hầu là 593. Sao la hầu có 593 không? Không. Là nam trời nữ sụp 92. Sao vậy? Trời ơi sao giỏi chứ ha? 92 đúng không? 92. Sao hay vậy, sao tính ra công thì đó là ai 592 là sao la hầu hết á. Là năm đó ta phát hiện ra sao la đó. À. Hay vậy ta. Hay không, đúng không? Không hề có kiến thức luôn. Không kiến thức luôn hả? Là đáp án 1992. Đáp án B là đáp án chính xác. Trời ơi, càng lâu càng tốt. 1, 2, 3. Chà, giờ biết nhớ không? Đây là câu hỏi cuối cùng, bây giờ biết lên coi. À, nếu cái như gì? Ai trả lời được sẽ được đứng coi bảng 5 giây. Wow. Nhớ rất là lâu nha. Loài gấu trúc là biểu tượng của tổ chức nào? A WWF, B WHO, C WCS. Hết. B. Rồi rồi. Ô bẻ ra trước mà ta. Chắc WCS á. C. C WCS là đáp án không chính xác. Tại rồi. Sao vậy? Dạ con nghĩ là A. A WWF là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Lên coi 5 giây nào. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mời con về. Rồi được xem 5 giây luôn. Bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của các bạn là phải thực hiện ghi chép đúng cái chuỗi thức ăn mà nãy giờ mình đã ghi nhớ. Có khi nãy giờ chạy lên xe vừa chạy về là hết nhớ được gì luôn. Ờ, đúng rồi. Các bạn có 1 phút để sắp xếp chuỗi thức ăn. 3, 2, 1. Cố lên. Thôi ở giữa là cứu chứ em mới lộn. Con lấy tỏi lộn, con nhờ chú làm cho. Con muốn để đây đúng không? Đây hả? Con để cái con rắn. Ở đây đúng không? Đúng rồi. Sao nữa? Con chuột để đâu? Con đại bàng để ở đây ạ. Rồi, ok. Ờ đúng rồi đó. Không có copy bài bạn nha. Nhóc nhớ hay quá. Con chim ở đây. Đúng rồi, phát đúng rồi đó. Con quay cóp. Chiến ở đây. Đúng không ta? Con đúng rồi, đúng rồi. Con chuột xuống này. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, em không biết có lấn cấn ở chỗ con ếch với con tim á là... Chim cú. Ê, chết kìa, Phát ơi, con đâu có ếch đó Phát. Sói. Ừ, sói ăn chuột. Không, đúng rồi. Bậy con chuột ở dưới chứ. Xong còn con nữa đâu. Ê, sai con thỏ. Đây, còn con cào kìa. Sai con thỏ rồi. Con thỏ phải ở bên chỗ con cào cào. Còn 10 giây nha. Mời các bạn kiểm tra lại. Đây con cháu cháu qua đây nè. 10. Con thỏ ở đây, con thỏ là ngay. Chị la lên đường, con cào cào. Con cáo nó đâu có ăn cháu cháu được. 8. Cao cao ở chỗ con thỏ. Đó là mồi con kia đúng rồi. Cao cao ở chỗ con thỏ. 6. Con cao cao ở chỗ con thỏ. Đây, đúng rồi, bé đúng rồi. Ok, được rồi. Đúng ta. 3. 2. Phát đúng rồi đó. Và bây giờ, mời các bạn bước về vị trí cũ của mình. Ủa sao hai người giống quá kìa. Ôi sao hai người giống nhau luôn vậy. Ôi. Vậy là nếu mà trong trường hợp sai là sai hết, mà đúng là đúng hết. Chú xin phép được lật ngược đáp án đúng của chương trình. Dạ bảo phi. Hay quá, giỏi quá. Yes. Đúng rồi. Yeah. Con nghi chúng lắm ấy. Trời đất ơi, nó nghi tôi ăn copy bài nó nữa kìa. Rồi chúng ta dò nha. Sói đúng, thỏ đúng, chuột cào cào, ếch, chim cú, rắn. Chim mừng. Tất cả đáp án đều chính xác. Một lần nữa chúc mừng hai đội hòa nhau. Không thua là hơi rồi. Không thua. Mém chết. Cái lúc mà bé nó trả lời mấy cái câu rừng rừng á, tôi tưởng là tụi mình lên đường rồi đó.
em đã gồng hết sức mình có thể để có thể mang lại chiến thắng. Không áp lực đúng không? Chúng ta trả lời hai câu áp lực đúng không? Dạ rất là áp lực luôn, tại vì kiến thức này là nói chung là lâu lắm rồi mình không có đi học lại á, cho nên là nó cũng xa vời đó. Mình chỉ hơi một cái là trí nhớ mình tốt hơn mấy bé. Lợi quá trời quá đất. Ở trên đấy em có gặp gì khó khăn không? Hồi nãy chị la lên em muốn nghe không? Có đó, chị có nghe mà. Có mấy câu chị không biết mà em biết luôn. Trò chơi đầu tiên trò chơi trí tuệ rồi đúng không? Bây giờ trò chơi thứ hai em nghĩ là vận động. Chị nghĩ là năng khiếu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi chờ gợi ý của thử thách thứ hai và lựa chọn người chơi bước ra đối đầu với đội Tiên. Xin mời. Và sau đây là phần gợi ý của vòng thử thách thứ hai. Xin mời. Tượng nha. Tô tượng hả? Đâu không phải đâu. Trời ơi, tượng thật mà. Tượng. Chị nghĩ là một game bông. Không hình dung được là sẽ chơi cái gì luôn. Cái nhân vật ở trong bức tượng là một cái nhân vật nổi tiếng. Tôi không biết là các đội trưởng và các thành viên của đội làm lựa chọn ra một thành viên để mà thi đấu ở vòng thi đấu thứ hai này. Xin mời các bạn hội ý. Cần phải thực sự quyết tâm để mang về lợi thế. Dạo này á, em có bệnh này kia trong người á, có tuổi á. Không, em nghĩ ở đây không ai quyết bằng chị đâu. Em nghe đồn chị cao huyết áp. Có thể là trò chơi về sự khéo léo và cũng cần có tỉ mỉ nha. Hay là trò chơi về tô tưởng được khắc hay là vẽ. Chị cũng nghĩ giống em đó. Trò này Linh Đan nên tham gia. Ok. Ok, em có quyết tâm không? Em quyết tâm. Quyết okay. tâm chiến thắng nha. Ok. Cố gắng. Yeah. Cố lên chị nha. Cố lên. Hai thành viên đại diện đến từ đội Khổng Lồ và đội Tí Hon. Xin mời. Đã giải cứu được nhiều thú ra khỏi bẫy. Do cuồng bẫy trong những chiếc bẫy, nhiều con thú đã bị thương. Giờ đây, chúng ta phải băng qua thử thách cuối cùng để đưa thú về trao cho thần rừng trị thương và chăm sóc. Mọi người đã bao giờ chơi trò chơi nhân gian đập tường hay gọi là tim ba chữ chưa? Dạ rồi. Tức là luật chơi nó sẽ là 1, 2, 3, quay lại. Và các bạn từ từ tiến gần và khi Khánh quay lại là các bạn không được phép nhúc nhích. Nếu mà các bạn nhúc nhích thì Khánh bắt được là các bạn phải về vị trí xuất phát. Và nhiệm vụ chơi lần này chúng ta như thế nào? Từ vị trí xuất phát, các bạn đến vị trí kết thúc. Các bạn nhìn xung quanh có rất là nhiều chiếc thùng màu xanh. Nhiệm vụ các bạn là trên hành trình, các bạn phải làm thế nào giải cứu thật là nhiều thú. Đội màu vàng, con sẽ giải cứu những con thú màu nâu. Đội màu đỏ, bạn sẽ giải cứu những con thú màu xanh. Đến cuối chương trình, ai giải cứu được nhiều thú nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Các bạn nắm rõ luật chơi chưa? Dạ rồi. Bắt đầu chơi chưa? Bắt đầu chơi đi ạ. Cố lên! Cố lên Linh Đan! Trò chơi sẽ bắt đầu khi mà Khánh cất cái tiếng hát vàng ngọc của mình lên. Cất cái tiếng hát vàng ngọc của mình lên. Hát hả? Hát tức là Khánh xòe đây Khánh hát. Hiểu chưa? Dạ rồi. Đồng ý ạ. Bắt kim than cà lan bi đồ. Cố lên! Cột qua. Qua. Mời con về vị trí xuất phát. Ê, hay nha, hay nha. Bây giờ ăn chơi kinh nghiệm nha. Bình tĩnh cột thôi. Cột qua kèo kèo là kèo qua cột chú. Định làm cái gì đó? Cười về điểm xuất phát. Đừng có chọc con nữa. Cố lên. Chị cứu thú hay chị đi bắt thú? Trời ơi, cái miệng giật. Bản lĩnh lắm nha. Những phong độ. Ba thương con là con giống mẹ. Mẹ thương con là con mà giống. Bình tĩnh thôi. Cà nhạc. Cà nhạc. Gì đó? Bình tĩnh thôi, đừng có cười đâu. Bình tĩnh. Wow. Khi thầy Lê Trang rớt con gấu, mời bạn về vị trí xuất phát. Con gấu mà cũng tin. Trời ơi trời, tôi tức. Khi thầy viết. Con gái à, con về vị trí xuất phát. Lê Trang về vị trí xuất phát. Ủa tại sao? Các bạn làm quá chậm. Cái này nó đung đưa chứ nhất. Quậy muốn cái này làm sao dừng lại được. Khi thầy viết bạn bụi phân rơi có hạt bụi nào rơi. Rơi trên bụt vàng có hạt bụi nào. Chạy nhanh quá con gái, mời con về vị trí xuất phát. Cô Trang.
Hay quá Lê Trang ơi. Cô Trang ơi cười đi. Rời trên tóc thầy con yêu. Phút giây này thầy em. Cô thử đi. Cô đi ra luôn. Ba thương con à, là con mà giống mẹ. Mẹ thương con à, mà con mà giống. Cô ơi, cô cho cười đi. Cố lên. Bình tĩnh, đừng có cười nha. Đừng có cười, cố lên. Hai người đi về cho tôi. Mệt quá. Lòng mệt mỏi. Mẹ bão la như biển. Cái vợ con đường không có vừa nữa rồi. Như biển Thái Bình. Cô... Tình mẹ tha thiết như. Cô lên. Nhạc cô. Cô lên. Quê hương em biết bao tươi đẹp. Cố lên. Gà gái lê tê lê sang rồi ai ơi. Cho bạn. Bao rớt. Đầu rớt trước khi hát. Đi xuống. Bây giờ kiểm tra coi. Cũng nhiều ha. Ôi, đây coi. Gần như là hết rồi. Người chiến thắng phải chạy tới đây, chạm vào người của tôi rồi chạy về nghe chưa? Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn nghênh lên. Quả luôn. Con mà. Khánh nhượng. Trò chơi kết thúc. Ủa đâu có, em phải về cho chị chạm cái chị chạy. Không, trò chơi kết thúc đến phần kiểm tra thú. Xin mời hai đội. Ê, hey, tính ra trò này cũng đâu quá khó khăn gì đâu. Không mà cái trò này đưa chị Trang chơi ác thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuyệt vời. Ghê, cú được 10 con sao la. Nhiều quá. 1. Nó hơi dài thôi chứ nó không nhiều đâu. 3. Có thật sự là cú con thú không sâu sâu quá vậy? Tại vì cái bao tử nó dài nè. 6, 7, rồi. Bắn con. 8, 9, 10. Rồi, hai con rồi. Nếu tính về thú thì hai đội bằng nhau. Nhưng con là người chiến thắng bởi vì con là người chạm vô người chú trước và trở về vạch bắt đầu. Ở vòng đấu này, đội Tí Hon là đội giành chiến thắng. Xin chúc mừng thôi. Trời ơi, chơi chết rồi. Và sau hai vòng thi đấu, tỷ số hiện tại đang là 2-1, nghiêng về đội Tí Hon. Xin chúc mừng. Yeah. Xin mời tất cả những thành viên còn lại ra chúc mừng cũng như là chia buồn cùng với đồng đội. Không có chuyện, cho chị đi về luôn được không chị? Không, đến đây. Đồng đội ơi, cho chị về. Tí Hon và Khổng Lồ ơi, không em kêu thợ săn bắt chị đi. Let's get it. Đừng có cản em mà. Trời, người thùng. Tôi nói cho bạn biết. Trang ơi, tôi thấy là có một cái sự nhân nhượng nhẹ cho đội bên kia nhá. Ai nhân nhượng? Cái nhà trọng tài. Chị cảm thấy á, các thùng tự di động ép. Cái thùng bị di động giống như vừa lụm được quay quá mất tiêu em à. Quay quá mất tiêu em à. Đúng mà. Cái lúc mà chạy đó, bên đây chạy đó là Khánh kiểu cố tình như là bị nặng nề đó. Hai nắm chân lại chạy. Không có đâu, tại vì mình phá ở bên bé này thì mình cũng phải phá bên Lê Trang cho nó đều. Không phải, tại vì em á, em không chịu giảm cân, em mập chi em chạy chậm nó. Biết cả em chạy của bạn nha, bình thường bạn chạy deadline rất là nhanh. Thôi mà cô không sao, ép thì chúng ta vẫn còn vòng cuối cùng để cho các bé biết được sự thật về cuộc đời. Đó, tỷ số bây giờ đang là 2-1. Nếu như vòng cuối cùng bạn thắng, bạn sẽ lội ngược vòng. Biết đâu bạn là người chiến thắng chung cuộc thì sao, đúng không? Sắp tới vòng đại thử thách rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì chúng ta hãy đến vòng đại thử thách của chương trình Đấu Trường Tài Năng.
Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng đại thử thách của chương trình Đấu Trường Tài Năng. Và bây giờ vòng đại thử thách của chúng ta với một game vô cùng đơn giản. Lúc nãy là chúng ta giải cứu thú rừng qua từng cái bẫy ở trong rừng. Lần này chúng ta phải giải cứu thú rừng bởi vì thú rừng bị kẹt trong rừng đây. Ủa? Thú rừng rỡ trong rừng thì đâu mà giải cứu? Không, thú rừng sống trong rừng nó khác với thú rừng kẹt trong rừng. Là sao? Là sao? Thú rừng mà cũng bị mắc kẹt nữa hả? Thú rừng sống trong rừng là người ta đi sinh hoạt, người ta ăn uống bình thường. Thú rừng này bị kẹt trong rừng không ăn uống được, chỉ bị buộc lại thôi. Và nhiệm vụ chúng ta là... Ai là người buộc vậy? Là cứu hết luôn hả? Cứu hết. Trời ơi. Chúng ta có một ngọn đỉnh núi Everest. Ngọn đỉnh núi. Wow. Chúng ta phải leo lên đỉnh núi này. Từng thành viên lần lượt phải leo lên đây, leo lên đây, leo lên đây. Cố lên bắt đầu. Cố lên bắt đầu. Sao dàn núi rung vậy? Leo xuống. Đó. Chúng ta qua một cái nhà phao ở quận 12. Qua cánh đường này chúng ta có thể tháo những sợi dây buộc thú. Mỗi người và mỗi lượt chỉ được cứu một con thú thôi. Sau đó chúng ta đi xuyên qua rừng. Đi xuyên qua rừng. Xuyên qua. Đi xuyên qua đầu bên kia. Và tới đây chúng ta bỏ con thú ở tại vị trí này. Trong vòng 3 phút, đội nào đem về nhiều thú nhất, đội đó là đội chiến thắng. Yes. Tỷ số đang là 2-1, nghiêng về đội Tí Hon. Đội Tí Hon có quyền quyết định ai sẽ là người thi trước. Con muốn đội người lớn thi trước ạ. Vậy thì các con hãy đứng ở vị trí đó và quan sát cô chú chơi để học hỏi kinh nghiệm nha. Dạ. Rồi mời con. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đi sẵn vô sàng. Ạ. Mời các bạn. Tôi qua mượn nón một cái rồi tôi về liền. Ok. Đội trưởng ơi, cho mượn cái nón để mình thi đấu cái được không ạ? Tuyệt vời. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Alo, những chú thú rừng đang bị mắc kẹt à? Yên tâm, tại tôi. Hết nằm dây rồi đó, hết nằm dây rồi đó. Ủa, có chuyện gì phải không? Mình mới có câu chuyện chứ. Đâu mà giải cứu luôn đi. Hôm nay đã chạy xô rồi. Các con ơi, các con đừng phá chú. Các con phá chú là chú phá luật đó. Leo, leo luôn được không? Leo luôn được không? Thôi, thôi. Đồ bảo hộ đã rơi vãi rồi. Nhưng không sao. Vì các bạn động vật tôi làm được hết. Yên ra. Yên ra. Trời ơi. Cường hào ác bá. Phải mở hay là bứt được không? Mở bứt gì cũng được. Các bạn chịu đau chút xíu nha. Tiếp theo ai lên rồi đi xuyên qua cánh đường đi phá ơi. Đi xuyên qua phá ơi. Chảy máu. Té. Đây là rừng gì mà đau vậy? Một con rồi. Ủa các bạn ơi, cứu lên. Xong rồi. Cái gì vậy? Bé con cảm ơn vũ trưởng mày, để mang dài lấy đồ cái đừng có như vậy, hiểu không? Ê Trang ơi, cứu thú rừng đi. Cái con thú này nó liền quá. Trời ơi, cứu thú rừng hết rồi vậy rồi. Hết rồi vậy thì mình đi qua nè. Trời ơi chuyện gian vậy. Ủa lụm nó dài mà điều kiện thôi chứ. Chú Phát ơi. Chú Phát. Sao? Vẫn còn nhiều chú thú bị bắt kẹt lắm mà. Trời ơi, trời ơi. Trên đây mới có sống. Ngăn chặn nha. Chặn lại đi. Cái đám lâu la này. Các bạn ơi, hãy đẩy mình. Tự cứu lấy mình đi. Trước khi cứu thú rừng. Con ơi, phá người ta hay tự phá mình vậy con? Ôi, chú Khánh ơi, phạm luật đi chú Khánh ơi. Chú Khánh. Thời gian chỉ còn một phút. Tha cho tôi đi. Trời ơi, chú đẩy quá. Ủa,
Còn 30 giây nữa. Cái gì 1 phút để bên đây 1 phút bên đây xuống, còn 45 giây chứ. 30 giây đứng cãi lộn, còn 20 giây. Tiếp gì ăn gan chứ gì, tiếp gì ăn gan chứ gì. Bây giờ mới 30 kìa. Con ẩm cô xuống nè. Phải trung thiệt á mình ơi. Khoan khoan con nói con nghe nè, từ từ. Ê, từ từ có dựng chỗ này bị lúc nè. Còn 10 giây nữa. Ừ, cảm ơn con. 10 giây nữa. Đỡ quá nó đỡ dữ mà lại. 10 giây thôi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Ra được rồi mà. Xin lỗi bạn thú. Ê, bảy, cái này ra được rồi bắt gấu ơi. Bắt gấu ơi. Ok. Rồi. Rồi, bắt gấu ok. Sau khoảng thời gian 3 phút thì đội những con người khổng lồ đã có một cái cuộc giải cứu rất là căng thẳng, rất là drama, đầy tâm lý và nước mắt. Thì họ đã giải cứu được 6 chú thú. Chúc mừng các bạn. Lộc phát luôn. Các con ơi. Sẵn sàng chưa nào? Dạ. Vào vị trí. Và sau đây là phần thể hiện của đội Tí Hon. Nhưng có một điều khác biệt ở đội khổng lồ là đội Tí Hon chúng ta, cái phần diện tích rừng nó có phần thu nhỏ lại để đảm bảo tính công bằng cho người lớn và trẻ em. Và bây giờ phần thể hiện của các bạn trong nhóm Tí Hon xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Cố lên, cố lên chị ơi. Cố lên, cẩn thận nha. Chị ơi, cẩn thận nha đây. Xong rồi đến em nha, để chị ra cản mấy chú. Ta là kẻ gây rối đây. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ơ, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Đừng nhìn xuống dưới, đừng nhìn xuống dưới. Để tôi tôi. Ok, ok. Rồi. Đây rồi. Đây rồi. Chị ơi. Trời ơi. Người ta cản chị phải nhẹ. Chị Như là vợ của bác gấu gì đó, chị còn chị cản người ta. Tại mình cảm thấy nhiệt tình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Quỷ gì vậy? Trời ơi, trời ơi, cái này ta gọi là trả vô hộ luôn đó. Cố lên bảo. Cố lên. Quay người lại con, quay người lại. Quay người lại. Quay người lại con, quay người lại. Bình tĩnh, không có gì gấp gáp, quay người lại. Từ từ đó con. Từ từ con, thông thả, không có gì hết. Không sao con ơi. Gấp hết. Nghe rồi. Thấy không, mà hãy còn xoay lại kia là. Cứu tôi. Chiếu, chiếu. Cứu tôi. Anh phải đi vô kia cứu thú rừng kìa. Rồi. Cứu tôi trời ơi. Đi. Trời ơi. Cứu tôi. Giật cái dây kia ra kìa. Kiểm lầm tôi, Chạy. Trời ơi. Biết, coi. Em không đi. Trời ơi, trời đường này đi. Con lên nha. Một. Em nhớ cả mấy chú giúp chị nha. Thời gian còn lại 10 giây nữa. Ủa, thời gian. Tôi lộn. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Chưa anh ơi. Từ từ. Anh này ham cứu thú quá. Ham cứu người quá. Cố lên. Rồi, lên đường. Ơi, tôi chạy quá. Bên này có con rồi, đúng không? Bên đây không còn hả? Không gấp gáp nữa. Trời ơi. Mình tính nha. Xoay người lại. Xoay người lại xuống dễ hơn, giống như lúc leo vậy đó. Không sao, có chú Khánh đứng đây nè. Bình tĩnh, đúng không? Có chú Khánh không lo. Không sao. Dướng cái tay ở đó làm sao mà bước. Chẳng cái tay rồi. Phải là selfie mấy tấm đi. Đúng rồi. Tao đâu mới lên đó. Xoay lại dễ xuống hơn. Xoay lại dễ xuống hơn. Không sao, thời gian còn rất nhiều. Thôi, ở mùa 2. Cứ bình tĩnh mà leo. Từ từ. Chân. Xoay lại dễ xuống hơn. Thấy bé leo mà là biến hù bé luôn. Thôi vào đây chú dắt đi luôn. Chú dắt đi luôn. Thôi. Rồi thích con nào chú lấy luôn cho. Chạy. Đây chú bước lại cho. Sao con chui bên đây con không chui? Con chui đây cho khó vậy? Không có giống gì cứu thú rừng. Nè lấy con này thử coi. Được không con? Vào đây. Bạn giúp rồi. Lên đường. Lên đi. Cái này sao con mới được. Rồi, lại luôn. Không, mấy bé lớn là phải cản lại. bé để tôi cản lại. Nè. Tôi đau đớn, tôi gục ngã.
chưa rồi? Chị vô đi lên đi lên đi không cái này nè. Ừ. Rất sợ nhưng mà vẫn đam mê leo. Nãy giờ là hai con bé nó không có chồng để nó leo luôn. Sao bé rất sợ leo mà sợ chơi không đã. Sao cho chị leo ta. Cô lên. Con ơi, chuẩn cái tài tiếp rồi. Quay. Quay con lại. Ráng lên con, vượt qua nỗi sợ chính mình. Sao hồi nãy nó tháo cái này leo lẹ mà tháo cũng chậm hơn hồi nãy vậy? Sao cái cách nó leo xuống giống em vậy? Đi giải cứu thú rừng hay giải cứu con á? Cô lên thôi. Chết tụi mất. Chú đừng đừng đây con sợ. Tay tôi hỗ trợ cho tôi bức tẩm cho nè. Tay phần thưởng của con. Đâu đâu. Đâu đâu nhìn nhìn. Đâu đâu. Hỗ trợ. Ôi con cậu đã cậu rồi. Chạy đi đâu. Chạy đâu có đây nè. Chuồng qua đây nè. Rất là thêm quả. Đúng rồi. Rất là đoàn kết. Chuồng qua em ơi. Thời gian còn 30 giây nữa. Lẹ lên em ơi. Đề nghị đội khổng lồ đang đóng. Ôi. Ủa. Có cậu bông mình đâu hết rồi. Đây nè. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Chúng chơi tiếp còn 30 giây thì ngồi lúc cuối. Nhanh lên chị ơi. Bình tĩnh. Trời ơi, lên nữa. Trời ơi. Từ từ, coi chị bé. Ông chơi luôn. Từ từ. Để chị qua. Ê, bảo cản lại. Đếm được. Ê, cản lại. Cản lại. Ở đâu cho Ngọc qua đi. Ủa gì? Ủa, bé. Rồi, đi. 10, 9, 8, hết giờ mà con không muốn là con ở chảnh luôn á. Lẹ đi. Hết giờ mà con không muốn là con ở chảnh luôn á. 5, 4, 3, 2, 1, 4 rưỡi. Bên đây là thú của đội khổng lồ và bên đây là thú của đội Tí Hon. Mình cứu là mình phải nâng niu nữa. Bên đây cứu thú thật sự nhẹ nhàng thôi. Bên đây cứu thú mà thú muốn bay qua cứu lại luôn. Và sau đây là số thú của đội Tí Hon. 1 2 3. Đếm trước lắm thầy, đếm trước lắm. Lùi lại. 3 4 5 6 7 8. Tám con. Nó đi đường tắt không à? Và chiến thắng chung cuộc ở vòng đại thử thách thuộc về đội Tí Hon. Yeah. Tỷ số của vòng đại thử thách thôi. Nếu như mà tính tổng cả một cuộc hành trình ngày hôm nay thì đội Tí Hon đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Ủa vậy cái chữ nhân ở lúc đầu nó ý nghĩa gì? Ý nghĩa là nhấn lại nỗi đau. Một tràng pháo tay cho Tí Hon ạ. Các bạn. Rồi tụi tôi thua không cần phỏng vấn. Thôi vậy đi. Ủa? Không năn nỉ hả? Đáng lắm, tôi đáng lắm. Đáng vô cùng luôn. Sao vậy em? Đó là hình phạt cho những kẻ ngu muội. Đừng tự trừng phạt mình nữa bác, đừng tự trừng phạt mình như vậy. Đây, để chị ốp xô tụi. Cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây và đã rất là hỗ trợ cho các bạn nhỏ để các bạn nhỏ có một cái không gian chơi rất là vui, rất là thoải mái. Và Khánh tin chắc là không những bạn nhỏ vui mà quý vị khán giả ngồi dưới đây cũng vui đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cảm ơn Lê Trang, cảm ơn Tướng Phát đã tới đây chơi rất hết mình. Hôm nay là một tập đặc biệt. Bởi vì tập hôm nay cũng là tập cuối rồi, cả một hành trình dài 16 tập. Tất cả mọi người cũng như là Yến Nhi, anh Hoàng Phi cũng đã gắn bó rất là dài. Định đổi tôi hay gì mà nói gì vậy? Hả? Giọng điệu nghe giống như muốn đổi tôi hay gì? 16 tập qua con thấy như thế nào? Con cảm thấy rất là vui khi được tham gia chương trình. Và con cũng rất cảm ơn các cô chú, các bạn đồng hành cùng con đã hỗ trợ con, đã chỉ bảo con những cái mà con chưa có. Yeah, cảm ơn con. Nhưng mà thật ra ngày hôm nay rất vui khi mà trải qua suốt một cái hành trình 16 tập. Và tôi nói luôn, tôi vẫn còn có thể thua tiếp được. Nhưng mà nếu mùa sau, tôi vẫn có thể tới đây tiếp tục đối đầu với đội Tí Hon. Tại vì thật ra đây là một sân chơi cực kỳ bổ ích cho các bé. Và tôi hy vọng là nó sẽ còn tiếp tục mùa 2, mùa 3, rất 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 nhiều mùa nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
khéo quá. Và điều cuối cùng, Khánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương, quan tâm, theo dõi chương trình. Và Khánh mong là quý vị hãy luôn yêu thương và cho chúng tôi những lời góp ý. Bởi vì những lời góp ý của mọi người là cái động lực cho anh em tụi tôi làm chương trình rất là tốt. Cảm ơn ekip, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và với chiến thắng chung cuộc 4-1 thì đội Tí Hon đã được tặng một phần quà. Đó là khóa học chạy hè công nghệ tại hệ thống Học viện Sáng tạo Công nghệ Techie. Xin chúc mừng tụi con. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình Đấu trường Tài năng. Chương trình Đấu trường Tài năng do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Star Media thực hiện. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chúng tôi là Đấu trường Tài năng. Lấy hình đợt cuối nè anh em. Gì đợt cuối vậy em?